Chị ơi, chị nằm xuống đi. Trượt ven chuyền nước biển bây giờ. Sao tôi lại ở đây vậy? Đêm qua người ta đưa chị và người phụ nữ này vào đây cấp cứu. Tôi nghe nói lại chị đã nhảy xuống sông cứu người, suýt ngất đi. Vừa lúc đó có chiếc xà lan chở cát chạy tới, nên họ đưa hai người vào đây á. Tôi nhận ra bà ta rồi. Chị nằm xuống đi, để tôi kêu bác sĩ vô khám cho chị. Bà tỉnh rồi đó hả? Đây là đâu vậy? Âm ty địa ngục hay trần gian? Cũng may tôi không bị bà kéo xuống địa ngục, nên bây giờ thì cả hai đang ở trần gian. Vậy là cô đã cứu tôi. Tôi cũng biết tại sao tôi lại làm như vậy nữa. Chỉ là không thể nào đứng yên nhìn một người khác hủy hoại mạng sống mình như vậy. Tại sao mà cô không để cho tôi chết đi? Tại vì tôi không còn mục đích nào để sống trên cõi đời này nữa hết đó. Tôi không hiểu vì sao bà lại muốn từ bỏ cuộc sống này. Không còn ai yêu thương mình thì mình vẫn phải sống chứ. Có bao giờ cuộc đời cô cảm thấy tuyệt vọng đến mức độ phải tự tử hay không? Đã từng, và rất nhiều lần nữa là khác. Cô định đi đâu vậy? Nhìn cô còn yếu lắm mà. Tôi vì cứu bà mà bây giờ tôi không còn tiền bạc gì nữa hết. Tôi cũng không biết cái xe của tôi đang ở đâu nữa đây nè. Cô ơi, cô làm ơn cho tôi biết tên và địa chỉ của cô đi. Không cần đâu. Bây giờ tôi chỉ mong bà tự lo cho bản thân của bà đi.
Em ơi. Dạ. Cho chị thuốc hạ sốt. Chị lấy mấy ngày thuốc ạ? Lấy một ngày thôi. Dạ. Bao nhiêu vậy em? 15.000. Cái này ăn xong rồi uống nha chị. Thôi lại 5.000. Cho em gửi. Mỗi thứ một viên, ăn no rồi uống nha. Ừ. Em gửi tiền thôi. Dạ cảm ơn. Dạ. Bà thấy khỏe hơn chưa? Sao cô quay lại đây vậy? Tôi chỉ muốn xem là bà khỏe hơn chưa thôi. Sao tới giờ này bà còn chưa thông báo cho người thân của bà lên đón về nữa? Tôi không có ai là người thân trên cõi đời này hết. Bệnh nhân Bích Ngọc ra đóng tiền viện phí rồi xuất viện luôn nghe. Tôi không có tiền và không có bất kỳ thứ gì trên cõi đời này hết đó. Vậy bây giờ cô tính sao? Cô có người thân gì không? Thôi được rồi, sáng mai tôi vô thăm bả rồi tôi đóng tiền viện phí cho. Dạ. Cô ơi, cô. Cô ơi. Cô ơi, cô. Bà làm ơn đi. Bà có biết là ngay cả đồng tiền cuối cùng tôi cũng vét ra tôi trả tiền viện phí cho bà. Bà đừng có đeo bám tôi nữa được không? Nhưng mà cô đã cứu tôi rồi thì cô không thể bỏ rơi tôi được. Tại vì tôi không biết đi đâu hết trơn á. Tôi đâu có trách nhiệm bảo bọc bà suốt đời được. Ngay cả bản thân tôi còn lo chưa được nữa mà. Hay là cô vô lòng cho tôi tá thuốc trong nhà cô đi. Bây giờ tôi nói thật đó, tôi không biết đi đâu hết trơn đó. Bây giờ bà đi đâu ở đâu không liên quan gì tới tôi nữa hết. Làm ơn đi, như vậy là quá đủ rồi. Cô à, cô Bà tỉnh rồi hả? Ngồi dậy đi. Cảm ơn cô đã đưa tôi về đây. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Dù sao tôi cũng cảm ơn cô đã đưa tôi về đây, không bỏ rơi tôi. Bây giờ bà cố gắng ăn hết tô cháo này đi. Tôi hy vọng là sau đó bà khỏe lại rồi bà ra khỏi nhà tôi. Bà đừng có nhìn tôi vậy. Tôi không phải là người tốt như bà nghĩ đâu. Khỏi cảm ơn tôi. Dữ dàng người mà thờ ơ như đồng loại ngoài kia thì cô là trường hợp đặc biệt. Cô cứu người mà không cần động cơ. Động cơ gì chứ? Tôi làm gì mình cần phải làm thôi. Bà cố ăn đi. Tôi chỉ có thể nói cho bà tô cháo trứng thôi. Ăn đi. Còn cô ăn cái gì? Đừng lo, còn cả nồi cháo mà. Sao rồi? Hết hạn rồi. Tôi đã cho cô 3 ngày rồi mà. Xin lỗi chị, em đã vét hết tiền định đưa cho chị, nhưng mà em có việc cần nên em xài hết rồi. Tao không cần biết lý do của mày là gì. Không có tiền thì cuốn quần áo dọn đi cho tao. Coi như là tao thí cô hồn tháng này đó. Chị cho em thêm tối nay. Em tới chỗ làm của em mượn tiền rồi sáng mai em đem qua cho chị. Bà là má nó hả? Có tiền thì trả cho tôi đi. Nè, không có được làm phiền bả. Chị về đi. Nếu tối nay tôi không đem tiền qua trả cho chị, ngày mai tôi dọn đi.
Được, mày nói thì mày giữ lời đó. Tao thà đóng cửa phòng còn hơn cho tụi mày mướn. Nội cứ đi đòi tiền, chửi mày không cũng viêm họng hả? Tốn tiền mua thuốc uống thêm nữa. Bây giờ bà hiểu tình cảnh tồi tệ của tôi rồi đó. Ngày mai tôi không biết tôi còn ở đây được nữa không. Công việc hiện tại của cô là gì? Tiếp viên vũ trường. Mà đừng có nghĩ ai làm chỗ đó cũng trở thành gái gọi. Bạn cháu đi. Rõ tình cảnh của tôi rồi, thôi tự lo thân của mình đi, tôi không giúp cho bà được nữa. Thôi bà đi đi. Cô định đi đâu? Cô đã mất việc làm, không còn chỗ ở, hay là cô định đi về quê? Tôi là trẻ mồ côi, làm gì có quê đâu mà về. Cô vì tôi mà mất hết tất cả, cô có ân hận khi cứu tôi không? Đã làm việc nên làm, không có gì phải ân hận hết. Lòng tốt của cô cho tôi chút hy vọng. Bà hy vọng gì ở một người như tôi? Thật ra là tôi hy vọng vào cuộc đời này lẩn khuất đâu đó trong sự dối gian trù lợi những con người có lòng tốt và những trái tim nhân hậu, đúng không cô gái? Tôi không hiểu bà đang nói gì. Cô đừng lo nữa, đợi tôi bắt xe rồi mình đi nha. Bây giờ cô không còn chỗ nào để đi, vậy cô đi theo tôi nha. Bác Tài à? Dạ. Tấp dập phía trước giùm tôi nha. Dạ. Đợi chút nha, có người ra trả tiền. Dạ. Nè, đây là nhà ai vậy bà? Cứ vô đi rồi biết. Bà chủ, bà đi đâu mấy ngày nay vậy? Tôi về đây rồi, cô trả tiền xe giùm tôi nha. Dạ. Vô đi cô. Dạ. Ủa, đâu rồi cả? Hiếu ơi. Hiếu à. Dạ. Má lên rồi nè con. Ủa má. Ôi trời ơi. Má mới lên hả? Ủa má đem gì quá trời vậy? Mấy cái đồ trái cây mà con thích ăn đó. Dạ. Trời đất ơi, đồ đạc gì đâu mà quăng lung tung vậy nè con. Dạ. Má thấy cái nhà của con á còn hơn cái chuồng heo của má dưới quê nữa. Ăn ở gì mà bừa bộn vậy con? Trời ơi, con trai mà má. Đợi mốt con lấy vợ về á, vợ con dọn cho mấy hồi. Trời ơi, thân mình lo chưa xong bài đặt đồ lấy vợ nữa. Trong mắt má với cô hai á, con lúc nào cũng như đứa nít vậy. Thôi kệ con đi, đừng lo cho con quá. Má con mình con à, không lo cho con lo cho ai đây? Má. Hả? Bữa nay lên má định nấu gì cho con ăn vậy? Thèm cơm má nấu lắm rồi đó.
cô hai con á gửi cá sặc nè, cá lóc nè, mắm thái nữa đó con. Đầy trống á. Dạ. Nè, nghỉ ngơi chút đi rồi má nấu cơm cho con ăn. Dạ, có cần con xuống phụ không? Thôi, lo học bài đi, để má nấu cho. Đem ba cái đồ xuống bếp cho má đi. Dạ. Rồi má nấu cho. Mẹ thằng Niên đã nhảy cầu chết rồi. Bây giờ mình là một người khác, một cuộc đời khác, không thể buông xuôi nữa. Cô là một người con gái tốt bụng. Cảm ơn ông trời đã đưa cô đến với tôi trong lúc này. Sao con không lên giường mà ngủ? Tôi ngủ quên. Thật sự là tôi không biết là tôi đang mơ hay là tỉnh nữa. Tôi có một điều này muốn hỏi bà. Tại sao bà có một cuộc sống giàu sang như vậy mà bà lại muốn từ bỏ nó vậy? Khi con người ta rơi vào tuyệt vọng, bế tắc, không lối thoát, con đường cùng quẫn là nguyên sinh. Đó là cách giải thoát duy nhất cho bản thân. Bà bị chồng bạo hành hả? Chồng tôi chết lâu rồi. Xin lỗi. Chuyện đau lòng này chính con trai tôi đã gây ra. Suýt chút nữa là nó đã lấy mạng tôi. Trên đời này mà cũng có loại con như vậy sao? Nè nè, cậu Niên ơi, ra. Bảo vệ. Dạ thưa giám đốc. Tôi đã nói với mấy anh không cho người này vô đây mà. Dạ dạ thưa giám đốc, chúng tôi đã cố gắng ngăn nhưng mà không được. Mày nhắm mày cản được tao không? Đâm mày chết mày mày bây giờ. Niên, có chuyện gì thì về nhà mà nói, không được làm loạn ở đây. Được, nếu má không muốn tôi làm loạn ở đây thì má đưa tiền đây. Tao không có tiền và cũng không muốn đưa cho mày nữa. Má đừng có xạo. Má làm tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy mà nói không có tiền hả? Má nên biết má chỉ có thằng con duy nhất là tôi. Bây giờ má thương tiền hay thương thằng con này? Má nói đi.
Mày dám mở miệng nói con hả? Đứa con đang hủy hoại đời mình vì giết chết má nó từ ngày chỉ vì ma túy. Bao nhiêu nhà cửa, đất đai, tài sản mày cũng lấy đi bán hết sạch rồi. Mệt tao thì còn quá. Gì để đưa cho mày nữa? Má càm ràm hoài à, má có đưa tiền cho tôi không? Tao không đưa cho mày, một xu cũng không đưa. Cái thằng bất hiếu. Nè, bây giờ má có đưa tiền hay không? Nếu bà không đưa tiền, tôi với bà sẽ cùng chết, nghe không? Mày muốn chết hả? Tao với mày chết chung cũng được. Rồi đi ra ngoài. Chị Bích Tuyền cậu có sao không chị? Cậu ơi, Điên à, má xin con, Điên à đừng làm vậy, đừng làm vậy con, đừng làm vậy. Chị, cậu ơi cậu. Cô và con đã gặp nhau trong một hoàn cảnh hết sức éo le. Con ngồi đây đi. Chắc đây là ý trời. Chúng ta gặp nhau chắc là để nương tựa nhau để mà sống. Cô đã quan sát con rất nhiều ngày. Nhưng mà nói đúng ra là một thử thách. Cô phát hiện ra con là một người quá tốt. Con đã cứu người mà không cần nghĩ gì một chút trả công hết trơn. Mà có trả cũng không biết trả như thế nào nữa. Coi như cái mạng này của cô nợ con. Bà không cần phải nghĩ tới chuyện nợ nần gì đâu. Con ở lại đây với cô nha. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Như con nói đó. Chúng ta không chết được thì phải cố gắng sống. Phải đối đầu và tìm ra một lối thoát. Đúng không? Bây giờ thì con hãy lên giường ngủ một giấc thật sâu và thật là ngon. Mai là một ngày mới đúng nghĩa của cô và con nha. Con đi ngủ đi. Vô đi con. Dạ. Con ngồi xuống đi. Chiêu Dương. Dạ. Con có thích công việc quản lý khách sạn không? Dạ. Cô nghĩ là con làm được không cô? Được. Nhưng mà tất cả là phải học. Cô sẽ gửi con đi học một lớp quản lý, rồi sau đó sẽ có một buổi thực tập ở đây. Cái gì mà con không biết á, thì cô sẽ chỉ dạy cho con. Dạ, con không chắc là mình làm tốt được hay không. Nhưng nếu được cô trao cho một cơ hội, con nhất định sẽ dốc hết sức học hỏi. Dạ. Đây là cô Hà, quản lý khách sạn. Còn đây là Chiêu Dương, cháu gái của tôi. Dạ, chào chị. Dạ, chào chị. Con ngồi xuống đi, không sao đâu. Sau này Chiêu Dương sẽ cần sự giúp đỡ của cô. Tôi mong cô chỉ dạy Chiêu Dương thực tình nha. Dạ.
Giám đốc đã mở lời thì em đâu dám nói không mà. À, cô dâu đây có chuyện gì? À, không sao đâu. Cô nói đi. Chiêu Dương là người nhà mà. Dạ thưa giám đốc, nhân viên họ đòi đình công vì chúng ta đã nợ lương họ 2 tháng rồi. Tôi biết rồi. Vậy cô hãy cố thuyết phục họ cho tôi thêm 1 tuần nữa đi. Tôi sẽ cố gắng giải quyết. Dạ thưa giám đốc, tôi sẽ cố gắng. Nhưng thôi được rồi, bây giờ cô hãy cố gắng làm hết sức mình đi. Còn mọi việc sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm cho. Dạ. Bây giờ thì con cũng đã hiểu rồi đó. Tất cả cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, chứ ranh giới mong manh bên bài vực phá sản rất là cao. Dạ. Đây là cô Hà, quản lý khách sạn. Còn đây là Chiêu Dương, cháu gái của tôi. Dạ chào chị. Dạ chào chị. Con ngồi xuống đi, không sao đâu. Sau này Chiêu Dương sẽ cần sự giúp đỡ của cô. Tôi mong cô chỉ dạy Chiêu Dương thực tình nha. Dạ. Giám đốc đã mở lời thì em đâu dám nói không mà. À, cô dâu đây có chuyện gì? À, không sao đâu. Cô nói đi. Chiêu Dương là người nhà mà. Dạ thưa giám đốc, nhân viên họ đòi đình công vì chúng ta đã nợ lương họ 2 tháng rồi. Tôi biết rồi. Vậy cô hãy cố thuyết phục họ cho tôi thêm 1 tuần nữa đi. Tôi sẽ cố gắng giải quyết. Dạ thưa giám đốc, tôi sẽ cố gắng. Nhưng thôi được rồi, bây giờ cô hãy cố gắng làm hết sức mình đi. Còn mọi việc sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm cho. Dạ. Bây giờ thì con cũng đã hiểu rồi đó. Tất cả cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, chứ ranh giới mong manh bên bài vực phá sản rất là cao. Liệu con có dám đi cùng với cô cho tới cùng như một trò chơi cá cược? Đằng nào thì chúng ta cũng đã chết 1 lần rồi. Nhất định là phải có lối thoát. Con luôn nghĩ như vậy mà cô. Sữa trước khi đi làm nha cô. Tốt quá. Nghe nói là tuần sau con thi rồi phải không? Dạ tuần sau con thi rồi ạ. Vậy thì giảm bớt công việc khách sạn lại, tập trung ôn bài, rồi phải thi cho thật tốt nha. Không sao đâu cô, con vừa làm vừa tranh thủ học cũng được mà. Cô không lầm khi đã đặt niềm tin vào con. Con á là một cô gái rất thông minh, và quan trọng nhất là rất chịu khó học hỏi. Dạ. Sau này thì cô yên tâm rồi, vì có người gánh vác công việc cho mình. Con cảm ơn cô. Cô là người đã tạo cho con cơ hội này. Nhất định con không phụ lòng tin của cô đâu. Phải chi mà cô có được đứa con gái như con. Cô, bộ cô không định tìm con trai của cô sao? Biết nó đâu mà tìm bây giờ. Gồng gánh cũng đã trả được cho nó 1 số nợ rồi. Nhưng mà chắc chắn vẫn còn 1 số nợ khác ở bên ngoài. Dễ gì mà tụi giang hồ nó tha cho. Cô ơi,
Cô sao vậy cô? Cô ơi cô có sao mà? Không hiểu sao dạo này trong người thấy khó chịu. Đôi khi có những cơn đau chợt tới. Hay là con chở cô vào bệnh viện kiểm tra nha. Chắc không sao đâu. Lớn tuổi rồi, nhiều khi hay đau vặt đó mà. Con vô chuẩn bị đi làm đi. Chắc là dì Tư đi chợ về đó. Ra mở cửa đi con. Dạ. Anh Tì Mai. Mày ai? Tôi là... Ô xin mới hả? Nhưng mà anh là ai? Tôi... Sao tôi hỏi anh không trả lời? Bây giờ mày muốn làm hay muốn nghỉ? Tao là chủ căn nhà này. Cốc đầu mày giờ. Tránh ra. Hả? Nè. Mày nhìn tao gì? Rót tao ly nước coi. Rót cho tao ly nước. Cô mày ơi, mày trả cho tao lại cô này. Trả đây, trả lại đây cho tao. Tao bất nhân, thằng côn đồ. Đồ côn đồ. Tôi nói cho bà biết, bà đừng có nghĩ thoát thằng này dễ dàng như vậy. Còn mày, coi chừng cái mặt mày nghe chưa. Đồ. Cô ơi, cô ơi, cô ơi, cô ơi, cô sao vậy cô? Cô ơi, dì Tư ơi, gọi giùm con xe cấp cứu đi dì Tư. Cô ơi, cô tỉnh lại đi cô ơi. Cô ơi. Mời cô vào. Dạ. Mời cô. Dạ bác sĩ ơi, bác sĩ có thể cho tôi biết hiện tại tình trạng của cô tôi ra sao không? Qua các xét nghiệm, kết luận cuối cùng chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh ung thư đại trực tràng. Ung thư? Không thể như vậy được. Bác sĩ ơi, làm sao mà cô tôi có thể bị ung thư được tôi? Cô cứ bình tĩnh. Trước mắt chúng tôi phẫu thuật để cắt bỏ khối u cùng với một phần đại thực tràng, trực tràng và một số hạch nhỏ lân cận. Sau đó sẽ thực hiện phương pháp xạ trị nhằm tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại. Làm ơn, xin bác sĩ hãy làm mọi cách để cứu cô tôi. Chi phí bao nhiêu tôi cũng có thể lo được. Vậy cô theo y tá làm thủ tục. Chúng tôi sẽ họp hội chẩn lần cuối để đưa bệnh nhân vào phòng làm phẫu thuật. Dạ, tôi cảm ơn. Dạ. Chào cô. Nè cô ơi, đi xe không cô? Dạ. Chú ơi, chú nhìn người trong hình này chú thấy quen không? Quen không chú? Nhìn người này thấy quen quen. Mà bây giờ anh ta tệ lắm cô. Dạ, dạ đúng rồi. Hình này chụp là lúc ảnh còn khỏe mạnh. Bây giờ ảnh đã là con nghiện rồi. Chú ơi, chú gặp ảnh ở đâu chú chỉ cho con biết được không à? Tôi cách đây vài ngày tôi có đậu xe ở đây. Cậu ta nhờ tôi chở tới nghĩa trang. Hay là cô tới đó hỏi thăm coi, biết đâu người ta biết á. Vậy hả? Vậy chú chở con tới đó được không? Được, được, được. Thôi đợi nón vô. Dạ.
đây nè cô. Cậu ở Trọng á, cậu ấy thường hay tới đây tụ tập với dân hút chích ở trong này nè. Cô vô Trọng kiếm cậu ấy đi. Dạ cảm ơn chú. Cô cho xin tiền xe cô. Dạ bao nhiêu vậy chú? Dạ 30 ngàn. Dạ con gửi. Cảm ơn cô. Nè cô ơi. Dạ. Cô cẩn thận nha, trong này á toàn là dân hút chích không đó nha cô. Dạ cảm ơn chú. Bà chủ, bà chủ, bà tỉnh rồi hả bà chủ? Cái giường đâu? Có chuyện gì hả? Sao chị không trả lời tôi? Dạ, tại cô Chu Dương dặn tôi đừng có nói chuyện này. Có chuyện gì mà hai người giấu tôi? Chị nói cho tôi nghe đi. Dạ, mấy hôm nay ngoài việc là đi thăm chăm sóc bà, cô Chu Dương đã kêu tôi tới đây thay cổ để cổ về nhà làm một việc. Chuyện gì? Chuyện gì? Cô Chu Dương nói là muốn tìm cậu Niên về, cổ sợ bà không có qua khỏi. Trời ơi, biết nó đâu mà tìm. Tại sao Chi Dương lại mạo hiểm tìm nó như vậy? Rồi không biết nó có làm gì con nhỏ hay không nữa. Dạ anh ơi. Ê, cho tôi hỏi anh có thấy người trong hình này không? Nguyệt, đi cách kiếm đi. Chết hỏi hàng gì không biết. Anh ơi, anh có thấy người trong hình này không vậy? Ai biết thằng đó ở đâu? Đi đi. Quay, con có tiền không cho tao xài coi. Có không? Dạ. Có không? Không có thì biến đi. Mẹ, đang thiếu thuốc gặp con này. Biến đi. Làm ơn cho tôi hỏi thăm, anh có biết người trong hình này không? Cô Lai, chuyện nói chị. Dạ, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Thằng này lạ cái gì? Có tiền không? Đưa đây chỉ cho. Dạ có. Như đi làm gì? Thêm đi. Kéo nó dậy đi. Dậy mày, có người tìm mày kìa. Dậy mày. Dậy, có người tìm kìa. Thôi đi đi. Đi mày. Dạ cảm ơn. Mày ai? Có chuyện gì? Anh Niên, tôi là người ở nhà của anh. Tôi tới báo cho anh biết má anh đang bệnh rất nặng. Má anh đang nằm ở trong bệnh viện. Tao nhận ra mày. Ô xin nhà tao. Có chuyện gì? Má anh bị ung thư, đang phẫu thuật trong bệnh viện. Anh có thể tới thăm cô được không? Tao nói cho mày biết,
Cái người đàn bà đó không coi tao là con. Bà không chịu trả nợ cho tao, để cho tụi giang hồ nè truy sát tao, để tao phải trốn chui trốn nhủi như là con chó vậy đó. Tại sao tao phải đến thăm bà hả? Má anh cũng đã làm hết cách gì anh rồi mà. Má anh cũng đã trả tiền với lại mấy món nợ anh gây ra. Tại sao anh nói như vậy được? Nè, mày không cần phải dạy dỗ tao. Biết đi, biết. Anh Yên, tôi xin anh suy nghĩ lại còn kịp. Má anh có thể không qua được lần này đâu. Tôi không muốn anh phải hối hận. Tao nói cho mày biết nha, cuộc đời của tao không còn gì để hối hận hết. Mọi thứ đã chấm dứt ngay từ đầu rồi. Bây giờ mày có biến không? Tao kêu tụi nó hiếp mày bây giờ á, tụi mày đâu? Ê! Thấy gì không? Thấy gì không? Tiền đâu? Dạ không còn tiền nữa. Đưa lại. Đứng im. Có tiền không mày? Giọt mày. Đi. Đây. Láo láo tao đâm mày giờ. Xin mời vào. Chào anh Phong. Chiêu Dương, hơn một giờ rồi em ăn gì chưa? Em không có thời gian, em nhiều việc quá. Vậy mua gì cho em ăn nha. Làm gì cũng cực, phải ăn để có sức chứ. Thôi em không dám làm phiền anh đâu. Em tranh thủ làm xong việc rồi còn chạy về chăm sóc cô nữa. Không phiền đâu. Chờ anh xíu nha. Vậy có cho cô uống thuốc chưa? Dạ rồi cô. Cô có ăn được gì không gì? Cũng ăn được một chút mà cô. À, dạ. Vậy khi nào cô về? Dạ, con tranh thủ giải quyết một số công việc xong là con về liền. Dì Tư nhớ trông cô cẩn thận nha. Dạ được rồi, cô yên tâm. Dạ, cảm ơn dì Tư. Dạ. Băng đi rồi lần. Cảm ơn anh. Em đã nói là tự mua rồi mà. Để em giải quyết xong công việc rồi em ăn sao á. Cô Ngọc thật là may mắn khi mà có em bên cạnh trong thời gian này. Em có thể làm mọi việc vì cô. Chỉ mong sao cô tịnh dưỡng rồi sẽ có sức khỏe trở lại thôi. Chiêu Dương à, trong công việc mà có gì khó khăn cần anh giúp thì báo anh một tiếng nha. Ừ, em cảm ơn anh. Cũng may là trong thời gian này mấy anh chị trong công ty cũng chỉ dạy em, nên mọi việc cũng dễ dàng. Anh hy vọng là cô Ngọc sớm khỏe lại để dẫn dắt em nhiều hơn. Anh thấy cô đặt nhiều kỳ vọng vào em quá đó. Dạ. Thôi, anh về phòng làm việc đây. Chiều nay anh sẽ đi cùng em qua nhà để thăm cô. Dạ, em cảm ơn anh. Chào anh. Chào cô. Dì Tư, cô của con còn ngủ hay là thức vậy? Dạ, bà mới uống sữa xong, đang nằm coi tivi trong phòng đó cô. Dạ. À, dì Tư, chị đem giỏ đồ ăn này soạn dạ ra một chút xíu nữa con nấu. Dạ. Con đưa anh Phong lên thăm cô một chút. Dạ, mời cậu vô.
Chiêu Dương đó hả? Dạ con đây ạ. Vô đi con. Dạ cô, có anh Lam Phong tới thăm cô. Anh đang đứng bên ngoài á cô. Đợi cô dậy đi cô. Dạ. Kêu cậu Phong vô đi con. Dạ. Anh Phong ơi, anh vô đi. Dạ, con chào cô. Cô đã thấy trong người khỏe chưa? Cô còn mệt lắm. Cũng may là có Chiêu Dương bên cạnh chăm sóc. Nếu không, chắc cô đi rồi. Cô đừng có nói như vậy. Bác sĩ có nói là nếu như mà cô ăn uống đầy đủ, đừng có suy nghĩ nhiều, đúng cử uống thuốc thì cô sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Anh Lam Phong, anh ngồi đây với cô nha. Em đi xuống dưới nấu đồ ăn cho cô ăn. Cô ơi, con xin phép đi xuống bếp một chút. Được. Cô à, cô có thấy Chiêu Dương có gì đó đặc biệt không? Với tôi thì Chiêu Dương khác biệt với mọi người. Nhưng mà tại sao cậu lại nhìn Chiêu Dương đặc biệt trong mắt cậu vậy? Con chưa thấy ai mà tận tụy với công việc và ham học hỏi như Chiêu Dương. Cô ấy có thể bán mạng mình vì công việc mà không hề nghĩ tới bản thân của mình. Còn về đối nhân xử thế, con thấy Chiêu Dương đối với cô còn hơn cả mẹ đẻ của mình. Phải. Tôi thực sự may mắn khi gặp được Chiêu Dương. Chắc có thể kiếp trước tôi và Chiêu Dương là mẹ con của nhau. Alo, sao? Được rồi, tôi sẽ tới liền. Dạ thưa cô, con có chút gì, con phải đi gấp. Cô giữ gìn sức khỏe nha, khi nào đó con sẽ quay lại thăm cô. Cô chào Chiêu Dương giùm con một tiếng nha. Tôi sẽ nói. Dạ con xin phép, cậu cứ con đi nha. Cô để tôi mang lên lầu cho bà chủ cho. Dạ thôi được rồi dì Thư. Dì Thư cứ ăn cơm trước đi. Con đưa lên phòng cho cô ăn xong rồi con xuống ăn sao? Dạ. Dạ. Bà tôi chưa có đói đâu, tôi đợi cô xuống ăn luôn nha. Dạ cũng được, cảm ơn dì Thư. Bà chủ thiệt là có phước á, mới có được cô làm người bầu bạn. Anh Phong đâu rồi cô? À, nó nói nó có chuyện phải đi gấp. Nó gửi lời chào con một tiếng. Dạ. Con đút cháo cô ăn nha. Cô ráng ăn hết nha. Con đi làm về mệt rồi, sao không nghỉ ngơi đi? Nấu chi cho cực vậy? Không để dì Tư làm cho. Đâu có gì đâu mà cực cô. Miễn là cô thấy ngon miệng là con thấy vui rồi. Cô ráng ăn cho hết bệnh nha. Nè cô. Sao cô nhìn con dữ vậy? Con có biết lúc nãy Lâm Phong nói với cô câu gì không? Dạ anh nói gì với cô? Là con chăm cô y như là mẹ đẻ vậy đó. Con có biết là cô trả lời với Lâm Phong sao không? Cô nói biết đâu kiếp trước chúng tôi đã là mẹ con của nhau. Chiêu Dương à, cô đã ao ước có một đứa con gái như con vậy. Đâu cần kiếp trước đâu phải không? Kiếp này mình cũng có thể là mẹ con của nhau được mà. Chiêu Dương,
con gọi cô tiếng má đi. Một tiếng má đi. Cô, con cảm ơn tình cảm của cô dành cho con. Nhưng mà cô đừng xúc động nữa. Bác sĩ dặn cô xúc động không có tốt cho sức khỏe của cô đâu nha. Con gái. Dạ. Gọi cô bằng tiếng má đi. Đi đâu mà cho cái chỗ người ta đang quét vậy hả? Ê bà chú, bà làm việc cho ông chủ, bà quét là chuyện của bà, còn tôi đi là chuyện của tôi. Ông nói cái gì? Ông nói cái gì? Tôi cho ông mang cái chỗ trà bây giờ đó. Tôi nói cho ông biết nha, tôi làm việc cho cha con thằng Khương, chứ không phải làm ô xin cho mấy người nha. Lạ ngoài tôi cho ăn chỗ trà bây giờ nha. Đó. Ê, bà đừng có tưởng tôi dễ ăn hiếp nha. Bà mà chọc tôi điên á là tôi không có để yên đó. Ông nói gì? Ông nói gì? Ông nói lại coi. Ông nói gì hả? Nhìn cái mặt thấy ghét. Khương, ai chọc giận con mà mặt mày có hầm hầm vậy con? Nói vú nghe coi. Con đang bực mình lắm, vú đừng có hỏi nữa. Có gì ăn không? Thôi vú không hỏi nữa, vú dọn cơm cho con ăn nha. Mà nè, ba con đâu? Hình như họ cãi nhau hay gì đó, từ hồi trưa tới giờ không chịu ra khỏi phòng. Em khóc cũng vô ích thôi. Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận chỉ có thể là tình nhân. Không, em đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi. Cả 3 năm nay em cần có một danh phận với anh. Em là một người phụ nữ hiện đại, em phải nghĩ thoáng lên một chút chứ. Em cần gì cái giấy kết hôn chết tiệt kia? Em cần bao nhiêu tiền? Anh sẽ chu cấp đầy đủ cho em. Chúng ta sống như vậy không tốt hơn sao? Em không chỉ sống cho riêng mình, em còn có con gái, có ba mẹ. Họ sẽ không chấp nhận mối quan hệ qua lại giữa em với anh theo cái kiểu già nhân ngãi, non vợ chồng như vậy. Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải sống trong suy nghĩ của người khác? Em qua một đời, anh cũng qua một đời, cần gì phải cưới hỏi nữa chứ. Anh nói vậy mà nói được hả? Anh hãy suy nghĩ lời đề nghị của em. Em không cần một cái đám cưới rình rang, chỉ cần ra mắt hai họ và chính thức làm vợ của anh là đủ. Được, anh sẽ suy nghĩ lại rồi trả lời em. Thôi em về đây. Trâm, cô thừa biết câu trả lời của tôi rồi. Ba, thằng quỷ sứ, mày không biết phép lịch sự sao? Vô phòng sẽ không gõ cửa. Ba với cậu lại cãi nhau nữa hả? Cái kiểu đàn bà rắc rối đó mà. Nhưng mà không có những người như họ, mình sống không nổi đâu ba. Để ba sẽ dạy cho mày cách đối phó với đàn bà. Đừng yêu họ quá đến độ muốn gắn kết cuộc sống với họ. Đủ cảm xúc để lên giường,
thì phải đủ dũng khí để rời khỏi họ. Còn tùy người ba ơi. Có những đứa con gái dễ dàng dụ nó lên giường thì cũng dễ dàng rời xa nó, không cần nói lời tạm biệt. Nhưng cũng có người mà mình muốn cho họ ra khỏi đầu đâu có được đâu ba. Mày đang nói con bé Trúc Trà phải không? Ba thiệt là tình ý. Trúc Trà nó làm coi như muốn phát điên lên. Mày làm ba nhớ lại mối tình của ba với má mày ngày xưa. Má mày cũng làm tao phát điên lên như vậy. Cứ tưởng na ná như tình yêu, nhưng tình yêu thật sự thì chỉ xảy ra có một lần. Đó là lý do tại sao mà không bao giờ ba lấy thêm một người phụ nữ nào khác nữa. Nhưng con muốn kết hôn những người con yêu, con không thể nào sống như ba được. Đương nhiên, một người đàn ông từng trải như ba thì ba biết mình muốn cái gì. Nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ là mày, là sự nghiệp, là tiền. Thật ra ba mẹ ruột của mình là ai? Tại sao họ lại bỏ rơi mình? Mợ ba. Chị. Chuẩn bị cơm nước hả? Em chưa có nấu cơm. Giờ em thấy chị qua rồi, em nấu cơm, chị ở lại ăn cơm với em cho vui nha. Nấu món gì mà mời tôi vậy? Có thằng Hiếu ở nhà thì em nấu món này món kia để cho nó ăn. Có một mình em thì đơn giản lắm chị. Luộc trái bầu nè, hai cái trứng ngọc dịch dầm nước mắm là xong. Cái thằng này á, mới về chưa được bao lâu á, đi mất tiêu à. Chị nhớ nó muốn chết luôn vậy đó. Chị hay thông cảm cho cháu nó. Nó vừa mới tốt nghiệp nên phải ở lại thành phố để xin việc. Nó nói ở đây không có phù hợp với nó. Em hiểu tâm trạng của con nên em hoàn toàn ủng hộ nó. Chị cũng là mẹ, chưa chắc hiểu con của mình bằng mợ nữa. Cái thằng thiệt là may mắn mà. Chị nhớ Hiếu lắm phải không? Ừ. Em nhìn mặt là em biết liền à. Để em điện thoại cho nó, để nó nói chuyện với chị nha. Dạ con nghe nè má. Hiếu hả con? Dạ má gọi con có gì không? Có người nhớ con mất ăn mất ngủ đi nè. Nói chuyện với người này chút nha. Có đời nào mà đút mót nhớ con. Cô Hai phải không? Sao con đoán đúng quá vậy? Con mà má. Nói chuyện với cô Hai nè con. Dạ. Hiếu hả bay? Dạ cô Hai khỏe không? Khỏe. Bay đang ở phương trời nào vậy? Có biết á, má bay với cô Hai á, trong bay đỏ con mắt không? Ngày nào á cũng ngóng ra ngoài cửa trông con, cổ sắp thành cổ cò rồi nè. Dạ con cũng nhớ má với cô Hai lắm. Nhớ sao không về liền đi? Trời ơi, con đang Đà Lạt, bây giờ mà có một cánh cũng không bay về kịp nữa. Thôi cô Hai cho con chơi về, bữa con về nghe. Bay đi ở ngoài đường á, bay đâu có biết người ở nhà.
trong bay, đứng ngồi hổng yên, xót ruột cỡ nào không? Con biết rồi, cô hai yên tâm, ngày nào con cũng gọi về cho má con hết mà. Cô hai đừng có lo nha. Con biết không, cái dòng họ Võ chỉ có mình ên bay nói dòng thôi. Cô không lo cho bay thì lo cho ai? Dạ con biết rồi, cô hai lo quá. Nè, nghe cô hỏi thiệt nha, còn kiếm được đứa con gái nào chưa? Cứ bay hả mà liếc mắt một cái hả là gái nó chết hết vậy đó. Thì đó, cô hai nói đúng, chết hết, thành ra bây giờ con chưa có cô nào đây nè. Thôi con có công chuyện, con chào cô hai nha. Ừ, nhớ về sớm sớm nghe con. Dạ. Các con chép bài thơ trên bảng vào, sau đó học thuộc lòng cho cô. Ngày mai cô kiểm tra nghe chưa? Dạ. Giỏi. Cô ơi, bài kia không chịu viết bài. Cô chép bài đi. Dạ. Sao con không chép bài? Cô hỏi sao con không trả lời? Tại sao con không chép bài? Tại vì con hết tập rồi. Con hết tập rồi, vậy tại sao con không thay? Dạ con không có tiền mua tập mới. Bây giờ không có tập mới, cô đưa con tờ giấy đôi này, con chép bài thơ trên bảng vào đây. Ngày mai cô sẽ mua tập mới cho con ha. Rồi cô chép vào đây đi. Cô có la con không? Cô không có la con đâu. Cô chép bài. Dạ. Đi. Làm nha má. Lại má biểu coi nè. Dạ. Ngồi xuống đây đi con. Chuyện gì vậy má? Má muốn tuần sau con mở một cuộc họp cổ đông gấp nha con. Bộ có chuyện gì hay sao mà gấp vậy má? Má muốn thông báo với mọi người về tình hình hiện tại của má. Sức khỏe của má không ổn, cho nên là má sẽ bàn giao công việc cho con. Con sẽ là người thay thế vị trí giám đốc của má. Má, má nói thiệt hả? Ừ. Dạ thôi má ơi, con nghĩ là con không làm được đâu. Má nghĩ là con làm được. Hai năm nay con đã học rất nhiều rồi, bây giờ là lúc má nên giao lại công việc cho con. Con thay má làm tốt công việc này nha. Má ơi, thôi má đừng có nói như vậy, con thấy má còn khỏe mà. Con chỉ làm việc với sự chỉ đạo của má, chuyện gì con cũng hỏi qua ý kiến của má. Lúc nào má cũng phải ở bên con để chỉ dạy cho con chứ má. Được rồi, đừng có lo con gái à. Má luôn bên cạnh con. Hình như là bữa nay là ngày phát lương cho nhân viên đó. Dạ. Chiều nay má sẽ ký xét cho con ra ngân hàng lấy tiền, rồi con phát lương cho họ nha. Dạ. Đi làm đi con gái. Dạ, vậy con đi nha má. Ừ. Con sẽ là người thay thế vị trí giám đốc của má. Ừ. Má, má nói thiệt hả? Ừ. Dạ thôi má ơi, con nghĩ là con không làm được đâu. Má nghĩ là con làm được.
Hai năm nay con đã học rất nhiều rồi. Bây giờ là lúc má nên giao lại công việc cho con. Con thay má làm tốt công việc này nha. Má ơi, thôi má đừng có nói như vậy. Con thấy má còn khỏe mà. Con chỉ làm việc với sự chỉ đạo của má. Chuyện gì con cũng hỏi qua ý kiến của má. Lúc nào má cũng phải ở bên con để chỉ dạy cho con chứ má. Được rồi, đừng có lo con gái à. Má luôn bên cạnh con. Hình như là bữa nay là ngày phát lương cho nhân viên đó. Dạ. Chiều nay má sẽ ký xét cho con ra ngân hàng lấy tiền. Rồi con phát lương cho họ nha. Dạ. Đi làm đi con gái. Dạ, vậy con đi nha má. Ừ. Chị Hà, có chuyện gì không cô? Chiều nay kế toán qua ngân hàng để lãnh tiền về. Chị nhớ báo kế toán phát tiền sớm nhân viên nha. Cũng nhờ có Chiêu Dương mà nhân viên ở đây tháng nào cũng được lãnh lương đúng hẹn. Tôi từng sống những ngày tháng khổ cực, chờ đợi phát lương hàng tháng để trả tiền phòng trọ và mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy tôi hiểu được sự chờ đợi của mọi người vào ngày nhận lương như thế nào. Mọi người ở đây rất biết ơn cô. Nếu sau này Chiêu Dương lên lãnh đạo thì chắc chắn mọi người sẽ ủng hộ hết mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thật ra tôi trưởng thành và lớn lên cũng nhờ sự giúp đỡ của các anh chị trong công ty thôi mà. Thôi tôi xin phép ra ngoài làm việc nha. Tuần sau chị triệu tập cuộc họp với các cổ đông giúp cô Bích Ngọc nha. Tôi tin chắc rằng Chiêu Dương sẽ làm tốt vị trí của mình. Tôi không dễ giao toàn bộ sự nghiệp và cái ghế giám đốc cho ai đó mà không có sự tin tưởng. Qua một thời gian dài thử thách, tôi biết Chiêu Dương xứng đáng ngồi vào vị trí này. Hơn nữa, còn có tôi đứng sau lưng Chiêu Dương chỉ dạy. Mong các vị yên tâm, không cần phải lo lắng gì nhiều. Nếu ai đồng ý thì giơ tay lên. Chị đến xong. Thấy con đường. Thấy sao? Được rồi.
Cảm ơn mọi người đã tin tưởng con gái tôi. Chiêu Dương, con phát biểu đôi lời đi con gái. Dạ. Dạ, thưa giám đốc. Dạ, thưa tất cả các thành viên trong hội đồng ban quản trị. Tôi rất là vui khi đảm nhận trọng trách mới. Nhưng thú thật, áp lực cũng rất nhiều. Mong là sau này mọi người sẽ hỗ trợ cho tôi để tôi có thể hoàn thành công việc của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển công ty ngày một đi lên. Mọi thủ tục liên quan tới giấy tờ pháp nhân, cậu Lâm Phong lo giùm tôi, để Chiêu Dương có đủ tính cách pháp lý điều hành công ty và làm việc với các đối tác nha. Dạ thưa giám đốc, cứ để việc này tôi lo. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. Khi nào có quyết định bổ nhiệm, tôi sẽ mời mọi người một bữa cơm thân mật để cảm tạ. Má, con cảm ơn má nhiều. Má mong con cố gắng hết sức mình. Tương lai của con là ở đây. Con cảm ơn má nhiều lắm. Cảm ơn tất cả mọi người. Còn miếng nào tao miếng rồi. Dạ quá, mày còn không? Phải đi. Anh Niên, sao mày da như đĩa vậy? Kiếm đâu hoài là sao? Anh Niên ơi, anh suy nghĩ lại đi. Anh quay về thăm má anh được không? Hiện tại sức khỏe của bà không ổn đâu. Cũng có thể là bà sẽ ra đi lúc nào không biết đâu đó. Bà sống hay chết không có liên quan gì đến tao. Thân tao nè tao còn lo chưa xong. Thời gian đâu tao lo cho người khác. Nhưng mà người đó là má của anh mà. Má của tao chứ không lẽ má của mày. Được rồi, mày muốn tao về thăm bả chứ gì. Đưa tiền đây, tao sẽ làm theo ý mày. À, đưa đây. Tôi rút kinh nghiệm lần trước, bị mấy anh này lấy tiền của tôi nè. Cho nên lần này tôi không đem theo cái gì hết á. Nếu như mà anh chịu quay về thăm má của anh, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Được. Ngày mai tao về tao thăm má tao. Còn mày lo mày chuẩn bị tiền á. Không có á, tao rạch nát mặt mày. Anh hứa là anh về thăm má đó nha. Tao hứa tao giữ lời. Yên tâm đi. Mày á, lo chuẩn bị tiền. Được chưa? Mai tao về. Biển. Ê, con đó là ai? Sao nó tốt với má mày quá vậy? Nó là ô xin nhà tao. Chắc nó thấy tội nghiệp bà già tao, cho nên nó mới làm như vậy. Mà chưa chắc gì tao gặp bà mà vui. Mà thôi kệ đi. Miễn sao nó có tiền á, thì tao làm gì tao cũng làm. Đúng rồi. Cẩn thận nha bà chủ. Buổi xạ trị hôm nay chắc là má mệt lắm phải không má? Má đau quá. Má cảm thấy rất mệt. Má, má nằm đây, con xuống bếp pha sâm má uống, má sẽ khỏe lại. Dì Tư lấy giùm con cái ly. Dạ.
nè cô. Dạ con cảm ơn. À Di Tư. Dạ. Lát nữa Di Tư chạy ra chợ mua cho con ít đường phèn, chiều nay con chưng hạt sen cho má con ăn. Má con đang cần ăn mấy món mát mát á. Dạ. Thôi để tôi đi chợ nha cô. Sẵn mua ít rau và chịu ăn cơm luôn ha. Dạ. Trời ơi, anh làm tôi hết hồn à. Làm gì hết hồn? Tôi giống ma lắm hả? Bà già tôi đâu? Má anh thấy anh về chắc mừng lắm á. Anh hứa với tôi là anh đừng có nói năng gì kích động má anh nha. Má không được khỏe đó. Nói nhiều quá, bà đang ở đâu? Tôi về đây một chút tôi đi liền á. Tôi ở đây lâu tụi giang hộ đến nó quậy banh cái nhà này bây giờ. Anh đi theo tôi đi, má trên phòng á. Má ơi má, má mở mắt ra nhìn coi ai về thăm má nè má. Cậu về đây để làm gì? Thân tàn ma dại đến độ này sao? Bà tưởng tôi thích về đây lắm hả? Nè, anh đã hứa với tôi những gì? Thì tôi nghe người ta nói má đang bị bệnh nên tôi về thăm má. Sao cậu cũng chờ tôi chết đi rồi về đội tang luôn? Nè, bà đừng khích tôi nha. Cái tang chỉ là hình thức thôi. Mà tôi nói trước, chưa biết tôi hay là bà, người nào sẽ chết trước. Bây giờ cậu nhìn thấy tôi rồi đó. Cậu làm ơn đi đi cho tôi nghỉ ngơi. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Được, bà muốn tôi đi chứ gì? Tôi sẽ đi. Bây giờ tôi đâu còn gì của má nữa. Cả cái xã hội này nè đều xa lánh tôi. Ngay cả bà cũng vậy nữa. Bây giờ tôi bất cần rồi. Bà có chết, tôi không bao giờ để tang đâu. Mà tôi chết á, bà cũng đừng có tìm tôi. Anh Yên. Con ơi là con. Tiền đây. Nè. Mày giỡn mặt cái tao à? Sao nhiêu đây vậy? Tôi chỉ có bao nhiêu đó thôi. Lần sau anh tới thăm má, anh hứa với tôi đừng có gây gổ với má nữa đi. Tôi đưa anh nhiều hơn. Tại sao mày làm như vậy? Tại vì tôi tôn trọng và yêu mến má. Mày đừng có xạo xạo. Mày định làm con dâu nhà này hả? Đừng có mơ ha. Cô hả? Sao dạ... cô làm vậy? Dạ Dạ không sao đâu dì Tư. Con chỉ muốn má con vui thôi. Đúng là đồ nghịch tử mà. Sao trộm đánh chết nó đi. Thôi mà dì Tư, dì Tư đừng có nói như vậy, mang tội đó. Dì, chuyện này đừng cho má con biết nha. Được rồi.
không bao giờ nghĩ thằng con trai phong độ ngày xưa của má. Mà bây giờ nhìn nó giống như một đứa ăn mày vậy. Má, anh Niên cũng đã quay trở về thăm má rồi. Sao má không cho ảnh một cơ hội đi má? Má lạy như vậy cũng tội nghiệp anh Niên mà má. Má làm như vậy là có lý do Chiêu Dương à. Con à. Dạ. Má xin con, con giúp má một việc nha. Má muốn con giúp chuyện gì má? Con hãy thuyết phục Niên, khuyên Niên nó đi cai nghiện đi, nếu còn muốn nhận lại người mẹ này, muốn thừa kế tài sản để lại này. Biết đâu á, nó sợ bị má bỏ tên ra khỏi di chúc, nó sẽ nghe theo lời của con đó. Dạ, con sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy. Má yên tâm đi má. Má biết, má biết con là một cô gái nhân hậu. Và có lần con đã đi tìm con trai của má đúng không? Dạ. Má hết cách rồi Chiêu Dương ơi. Má, má đừng như vậy nữa mà má. Con hãy cố gắng giúp má đi. Má, trước khi má chết đi, má muốn nhìn thấy thằng Liên thay đổi thành con người bình thường, không trốn chui vô dụng như một con thú nữa. Má ơi, con ngửi với má con sẽ cố gắng làm hết sức mình. Con sẽ thuyết phục anh Liên. Bây giờ con chỉ cần má khỏe lại thôi. Má uống chút nước sâm cho khỏe lại nha má. Chỉ cần má khỏe thôi, rồi mọi chuyện mình có thể cùng nhau vượt qua được mà. Nha má. Má à. Cô hẹn tôi ra đây có việc gì? Nói nhanh đi. Anh Niên, anh nghe tôi nói nè. Không lẽ anh cứ sống như vậy hoài sao? Anh không nghĩ tới má anh thì anh cũng phải lo tới bản thân mình chứ. Tôi sống sao thì có liên quan gì đến cô hả? Anh hoàn toàn không liên quan gì tới tôi. Nhưng mà tại anh ảnh hưởng tới má anh rất nhiều. Ngoài mặt má anh từ mặt anh, nhưng mà trong lòng đang đau khổ lắm. Anh nghe tôi nói nè, anh vì má anh cũng được, hay là vì bản thân cũng được, anh đi trại cai nghiện đi. Không được đâu. Cô muốn dồn tôi vô chỗ chết hả? Biết là rất khó, nhưng mà đó là con đường duy nhất để anh làm lại cuộc đời. Nếu như anh chịu đi cai nghiện thì mọi chi phí tôi sẽ lo. Khi anh ổn rồi anh quay về, rồi sẽ tiếp quản công ty của má anh. Anh thấy như sao? Thôi. Không được đâu. Tôi lặn sâu lắm rồi. Anh phải cố gắng khi còn có thể chứ. Má anh chỉ có một mình anh là con trai thôi đó. Ước mơ duy nhất của bà là trước khi chết được nhìn thấy anh sống như một con người. Bây giờ cô nhìn tôi giống ác quỷ không? Cho nên bây giờ tôi không thể nào quay lại như trước được nữa. Cô đừng có khuyên can gì nữa hết á. Tôi đã đi quá xa rồi. Má anh nói là nếu như mà anh không cai nghiện, bà sẽ không cho anh thừa kế tài sản đâu. Không cho tôi thừa kế tài sản hả? Để coi, để coi bà chết bà có đem theo tài sản được hay không. Tôi nói cho cô biết, tôi là người thừa kế duy nhất. Cô trả tiền đúng không?
Nè anh Quân. Anh Phong. Hôm nay có cuộc họp. Cô đã thông báo cho Chiêu Dương biết chưa? Em có báo rồi. Vậy tại sao giờ này Chiêu Dương vẫn chưa tới? Em cũng đang chờ đây. Dạ chào giám đốc. Chào anh. Tổng giám đốc vẫn khỏe hả? Sáng mai má tôi đi làm. Mong là tổng giám đốc mau sớm khỏe bệnh. Anh. Có người say tình như điếu đổ ha. Cô đừng có đùa như vậy. Nhưng mà cô có thấy là dạo này Chiêu Dương ngày càng đẹp ra. Nhìn cô ấy rất sang trọng và quý phái. Chiêu Dương thật là may mắn. Được cô Bích Ngọc nâng đỡ. Giờ lại được ngồi ở cái ghế giám đốc. Đúng là giống như diều gặp gió vậy đó. Tại sao cô không nghĩ là bà Bích Ngọc rất may mắn khi mà có được một người con gái như là Chiêu Dương? Chiêu Dương thực sự có thực lực nên mới được bà Bích Ngọc giao phó cho sự nghiệp. Ừ thì tôi chỉ nói vậy thôi. Chứ gia tài này mà vô tay cái thằng con nghiện của cô Ngọc thì chỉ có nước biến thành tro. Được rồi, anh đi làm việc đi. Dạ. Hình như hai người đang nói xấu tôi phải không? Không có. Tôi nói tốt không thôi. Thôi được rồi, chúng ta vào họp nha. Dạ. Trong thời buổi khó khăn, chúng ta không thể nào khoanh tay ngồi chờ khách đến. Phải có những chiến lược cụ thể để thu hút nguồn khách du lịch trong và ngoài nước. Trước mắt, ngoài những dịch vụ khuyến mãi hạ giá, chúng ta phải tung ra những sản phẩm trọn gói kích đầu người mua tour, nhắm vào chuỗi hệ thống khách sạn hạng sang của Romantic. Tôi đã cho anh tập báo giá và quảng cáo gửi cho các đơn vị du lịch có uy tín. Chúng ta sẽ kết hợp với họ để đưa khách về chuỗi khách sạn Romantic. Với những dịch vụ ưu đãi và sự tận tâm của các nhân viên phục vụ ở đây, tôi nghĩ là hướng đi của chúng ta sẽ thành công. Về mặt training nhân viên, tôi đã huấn luyện rất kỹ trong các khâu phục vụ và chăm sóc khách hàng. Hy vọng khách hàng sẽ hài lòng khi đến với dịch vụ của chúng ta. Các bạn nên nhớ, không một lời quảng cáo nào tốt bằng lời quảng cáo của chính khách hàng chúng ta. Có được một người khách hàng không phải dễ. Phải giữ chân được khách hàng đó đến với chúng ta nhiều lần nữa, đó mới là thành công. Còn về phần dịch vụ ăn chia với các công ty du lịch thì có chỗ đòi 10% và có chỗ đòi lên 15%. Thì không biết là ý kiến của tổng giám đốc ra sao? Thương lượng. Thương lượng và thương lượng. Anh phải sell giá tốt nhất. Đó là nhiệm vụ của trưởng phòng kinh doanh. Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức. À, quản lý Hà, cô lưu ý cho tôi việc tuyển chọn đầu bếp. Một khách sạn cao cấp nhất định phải cung cấp những món ăn thật ngon, làm hài lòng khách hàng. Giám đốc cứ yên tâm, đầu bếp của chúng ta có kinh nghiệm, chuyên về các món Âu, Á. Họ cũng từng đoạt giải trong một số cuộc thi chiếc thì vàng rồi. Chưa xong. Chúng ta đang cùng ngồi trên một con thuyền và dông buồn ra khơi. Nếu muốn con thuyền đó khởi hành và cập bến suôn sẻ, chúng ta phải đồng lòng. Cho dù gặp bão tố phong ba, nhất quyết phải vượt lên đầu ngọn sóng để tìm đích an toàn. Tôi nghĩ là Romantic từ nay đã có một vị thuyền trưởng rất năng động, mạnh mẽ và táo bạo. Nhất định chúng ta sẽ thành công. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và sát cánh bên cạnh tôi. Từng ngày ở nhà cô Ngọc cũng đã theo dõi câu chuyện mà tôi đang lèo lái con tàu này. Kết quả khả quan sẽ nói lên sự nỗ lực của toàn bộ tập thể chúng ta. Thôi, bàn xong rồi, mọi người có thể có việc gì cứ làm tiếp đi. Em thay đổi quá nhiều. Anh còn không nhận ra, dù rằng anh vẫn bên cạnh em từng ngày. Thay đổi? Ý anh là sao? Em trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh. Anh nghĩ cứ như là em sinh ra là để làm lãnh đạo. Tố chất lãnh đạo có thể nằm trong mỗi con người, nhưng mà học hỏi và rút kinh nghiệm từ những người đi trước, em mới có thể vững vàng như ngày hôm nay. Em biết mình còn phải học nhiều lắm. Thú thật là từ ngày quen biết em, anh thấy em lúc nào cũng chăm chú vào công việc và dành thời gian cho cô Bích Ngọc. Chiêu Dương à, em có thời gian nào dành cho riêng em hay không? Em không cần thời gian cho riêng mình. Em có quá nhiều việc cần phải làm. Anh có biết là em chỉ ước trong một ngày
có hơn 36 giờ thì càng tốt. Em quá tham lắm. Anh như là cổ đông, vừa kiêm chức trưởng phòng kinh doanh. Anh biết rõ ràng tình hình tài chính của chúng ta như thế nào, còn chưa vượt qua ngưỡng nợ ngân hàng. Lấy đầu này để đắp đầu kia, tài chính của chúng ta chưa ổn mà. Chúng ta phải cùng nhau nỗ lực thôi. Anh thừa nhận là từ khi có em, mọi việc đã dần ổn định. Trước kia anh cứ nghĩ là công ty đã phá sản và rã đám. Anh tưởng là em ngồi trong phòng tổng giám đốc dễ thở lắm sao? Em đau đầu nghĩ ra biết bao nhiêu ý tưởng để vực dậy và phát triển công ty. Anh biết là em hết lòng với công việc, nhưng mà đừng ngược đãi bản thân mình quá. Nếu mà cần nghỉ ngơi xả stress thì có thể báo anh. Anh sẽ đưa em đi cà phê hoặc là làm vài ly thư giãn. Cũng được, nhưng mà để chờ dịp khác. Cảm ơn anh nhiều nha. Thôi em về phòng đây. Con về mà sao không báo cho má biết trước vậy con? Con muốn cho má bất ngờ. Con nhớ má quá à. Má cũng nhớ con. Dạ.
Ủa mà sao má thức khuya dữ vậy? Con tưởng con về tới nhà là má ngủ rồi chứ. Vô nhà đi rồi nói chuyện. Dạ. Má đưa con. Ồ, cái gì đây má? À. Ủa, mấy cái đồ này lúc mà con mới sinh đó hả má? Đúng rồi con. Trời, tới giờ má còn giữ hả? Ý, trời đã quá. Bây giờ mấy cái này là đồ vô giá đó nha má. Má, sau này mà con có con á, con cũng sẽ làm giống như má. Con sẽ giữ lại một mớ đồ sơ sinh của con, để sau này cho nó làm kỷ niệm. Trời ơi, thấy cưng chưa? Ôi, nhìn những cái đồ bé tí này con mới thấy là má nuôi con từ hồi còn đỏ hỏn tới khi khôn lớn. Vất vả biết bao nhiêu hả má? Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, chỉ cần nhìn thấy các con khôn lớn, trưởng thành, sống có ích cho bản thân và xã hội là má mừng lắm. Thôi, khuya rồi đi ngủ đi má. Ngày mai má con mình nói chuyện, con đuối quá. Con. Dạ. Có đói bụng không? Ăn gì không? Má nấu cho. Không, con không có đói bụng. Giờ con chỉ muốn đi tắm rồi ngủ giấc cho đã thôi à. Má đi ngủ sớm nha. Ừ. Má ngủ ngon. Thật lòng là em không muốn nói dối con. Nhưng em không còn cách nào khác anh à. Má sao vậy má? Không hiểu tại sao tự nhiên tức ngực với khó thở nữa. Má không được khỏe hả? Dì Tân ơi, cho con xin một ly nước lọc. Dạ, cô chờ một chút nha. Má thấy không khỏe trong người hả? Hay là má nhà nghỉ đi, để má con chở má lên khách sạn sao nha. Má tệ hết sức vậy đó. Định ra ngoài công ty phụ con, giải quyết công việc với con vậy mà cũng không được nữa. Không sao đâu mà má, công việc ở công ty ổn hết mà. Tội nghiệp con quá, phải cán đáng công việc cho má. Nợ nần cũng còn nhiều nữa. Con à, con xoay sở có được không con? Má yên tâm đi, thời gian gần đây công ty làm ăn cũng rất là khá. Mình vừa làm vừa trả nợ, con tin là mình sẽ vực dậy được công ty mà. Má đừng có lo nha. Dạ, nước nè bà chủ. Cảm ơn dì Tư, má uống miếng nước đi cho khỏe. Má khỏe hơn chưa má? Má mệt vậy chắc không đi được đâu. Thôi con đi làm đi. Thôi hai con ở nhà với má nha. Không được đâu, con đi làm đi. Ở nhà có dì Tư với má rồi. Công ty không thể một ngày thiếu vắng con được đâu. Con đi đi. Dạ. Dì Tư ơi. Dạ, có chuyện gì vậy cô? Con nhờ dì chút việc. Hôm nay có công việc gì dì bỏ hết đi, đừng có làm gì hết. Ở nhà trông chừng má con. Thấy má con mà mệt, dì phải gọi điện thoại cho con. Con chạy về nhà liền nha dì Tư. Dạ, cô yên tâm, cô cứ đi làm đi. Ở nhà có gì á, tôi điện thoại cho cô liền ha. Con cảm ơn dì Tư. Má ở nhà nhớ ăn uống, rồi uống thuốc. Con đi làm sớm, rồi về nhà với má nha. Mọi việc má nhờ cậy ở con nha. Má đừng có lo mà, con sẽ báo cáo công việc lại với má. Con đi nha má. Dì Tư, ra đóng cửa giùm con. Dạ. Ủa, sao con không lấy xe hơi đi vậy con?
Khi nào mà con chở má hay là đi giao dịch với công ty á, thì con mới đi bằng xe hơi. Còn bây giờ đi một mình, con đi xe máy cho đỡ tốn xăng. Công ty mình còn khó khăn mà, tiết kiệm được chút nào thì tiết kiệm má ha. Con đi nha. Dạ, cô đi nha cô. Dạ. Dì tự đóng cửa giùm con. Dạ. Đưa tiền xài đỡ coi. Tôi đã nói là tôi không có tiền rồi mà. Khi nào mà anh chịu đi trại cai nghiện, tôi sẽ lo cho anh. Còn anh không vô trọng á thì... Tiền sao? Tao nói cho mày biết nha. Mày có ăn mật gấu, mày cũng không dám đụng đến tao nữa. Tao tự hỏi nha, mày làm gì trong căn nhà này? Ô xin hay là trợ lý của má tao? Mày làm gì kẹp bà mày tao không cần biết. Tao chỉ cần tiền. Đưa tiền đây. Nè, tôi không có tiền. Anh nghĩ tôi là cái gì cũng được hết. Nhưng mà tôi không phải là cái máy in tiền của anh. Bà chủ, quay rồi bà chủ ơi. Ừ? Có chuyện gì vậy? Cậu Niên, chẳng được cô Dương. Trời ơi, có chuyện đó nữa hả? Dạ, dạ. Bà chủ, tôi phải ra ngoài cho bà chủ. Lẹ lên. Dạ. Tao nói cho mày biết, bây giờ tao cần tiền. Đưa tiền đây. Tôi không có tiền mà. Tôi... Nè, anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Nè, anh làm gì vậy? Anh trả xe lại cho tôi. Nè, Con làm cái gì vậy? Trả xe lại đây. Không có được, trả xe lại đây con. Bây giờ má muốn trả xe đúng không? Má đưa tiền cho tôi. Má không có tiền. Đừng làm vậy Niên à. Không có tiền à, không có tiền tôi lấy xe. Bà chủ, má ơi, anh Niên. Bà chủ anh Niên à. Bà chủ có sao? Bà chủ má ơi, má. Bà chủ ơi, má có sao không má? Bà chủ đừng làm tôi sợ vậy. Bà chủ gọi taxi cho con đi. Dạ. Má ơi tỉnh lại đi má. Mời cô vào. Tôi muốn báo cho cô biết, tình trạng của má cô rất bất ổn. Tế bào ung thư đã di căn và phá hủy bên trong nội tạng. Sức khỏe đã xấu dần đi. Tất cả là vì anh ta thôi. Cô ơi, cô lao cái gì mà nước lên láng vậy? Ủa, tôi đang lao đây mà anh không thấy hả? Trời ơi, cô lao như vậy, người ta đi ngang, người ta không để ý, người ta té sấp mặt hả? Ủa, công việc của ông là bảo vệ, ông ra ngoài kia ông làm đi. Còn công việc của tôi làm, liên quan gì tới ông? Trời ơi, tụi nó không đúng sao cô cãi? Đúng cái gì, cãi gì đâu, không có liên quan gì tới ông hết á. Thái độ của cô á, nói chuyện kỳ cục vậy hả? Thái độ gì á, ông làm gì vậy? Quýnh tôi hả? Ông làm gì vậy? Cô ngon, cô nào quýnh tôi hả? Cô xin cô nó nghe. Hai người có nghe tôi nói không? Dạ, xin chào tổng giám đốc. Có chuyện gì vậy? Dạ, cổ lao nhà nước lên láng, tôi nhắc cổ còn cự luôn nữa. Dạ, tôi đang lao, tự nhiên ổng xen vô, ổng... Thôi đủ rồi. Quản lý đâu mà để xảy ra chuyện này đây? Dương à, có chuyện gì vậy? Quản lý đâu mà để cho hai người này cãi nhau ngoài đây vậy? Cô Hà mới đi ra ngoài có chút chuyện. Khi nào quản lý về, nói xử lý hai người này cho tôi. Hai người, hết giờ làm việc, lên phòng gặp quản lý. Dạ. Chiêu Dương, hình như tâm trạng em đang có chuyện gì. Có chuyện gì nói anh nghe đi. Tình hình má em rất xấu. Bác sĩ đã trả về nhà rồi. Dạ xin lỗi mọi người, tôi tới trễ do kẹt xe quá. Cậu vào đi, mọi người đang chờ đó. Ừ.
Xin giới thiệu với mọi người, đây là kiến trúc sư Võ Hiếu, người sẽ phụ trách dự án sắp tới của chúng ta. Thì sau nhiều lần làm việc chung và đưa ra ý tưởng, thì hôm nay chính Võ Hiếu sẽ là người trình bày về bản thiết kế này cho mọi người cùng biết. Dạ, xin chào mọi người. Tôi có thể sử dụng máy này được chứ? Cứ tự nhiên đi. Dạ, trước khi mà trình bày với quý vị về đồ họa thiết kế 3D trên máy, thì tôi xin phép có một vài ý kiến. Đó là với dự án này á, tôi muốn là chúng ta luôn phải làm những điều khác biệt, phải luôn đi trước một bước từ khi nảy ra ý tưởng. Đó là tất cả những gì mà chúng ta cần cho dự án này. Để làm gì? Để cho tất cả những du khách khi mà họ đến đây để nghỉ dưỡng, họ sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác lãng mạn thú vị khi nghỉ dưỡng tại đây. Từ cách mà chúng ta thiết kế các phòng ốc cho đến những khu vui chơi, ẩm thực đều phải thật feeling. Và tôi tin chắc là trong tương lai họ sẽ phải quay trở lại không chỉ một lần mà phải nhiều lần. Đó là một vài ý kiến của tôi cho dự án này. Còn bây giờ tôi xin phép bắt đầu. Đầu tiên tôi xin trình bày, đây là cái mô hình bản vẽ tổng thể mà tôi đã thiết kế. Xin mời mọi người hãy xem qua, nếu có gì chúng ta hãy cho ý kiến. Và đây là bản vẽ thiết kế bên trong sảnh của chúng ta. Mọi người xem nhé. Dạ. Không biết là mọi người có ý kiến gì không ạ? Vì đây chỉ là bản thiết kế mà tôi thực hiện dựa trên cái yêu cầu mà bên công ty gửi qua cho tôi. Tuy nhiên nếu trên thực tế, nếu cần chỉnh sửa để hoàn hảo hơn, thì mình vẫn có thể ngồi lại để bàn bạc với nhau. Và cái điều quan trọng nhất á, là cái bản thiết kế này của tôi, tôi sẽ cho in ra một bộ hồ sơ kỹ thuật thật chi tiết để đảm bảo cho cái vấn đề an toàn cho công trình của các bạn. Tôi muốn nói, Võ Hiếu là kiến trúc sư mà tôi đã trực tiếp mời về. Thì trước đây chúng tôi cũng có đưa ra ý tưởng và làm một số bản thiết kế, tuy nhiên không đặt yêu cầu. Cho nên hôm nay tôi muốn tất cả mọi người trong hội đồng quản trị có thể góp ý về bản thiết kế này. Đầu tiên xin mời Chiêu Dương, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Khách sạn Romantic. Xin mời em. Dạ. Thật ra so với những bản thiết kế trước thì bản thiết kế này có nhiều ưu điểm hơn. Nhưng lối kiến trúc phóng khoáng có thể làm mất đi một số không gian. Mà tất cả mọi người biết rồi đó, Sài Gòn đất là vàng. Chuỗi hệ thống khách sạn cao cấp của chúng ta đều đặt ở vị trí đắc địa trong thành phố. Tất cả đều tuân theo tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy chúng ta cần tính toán kỹ hơn. Tôi đề nghị các cổ đông nghiên cứu và không vội đưa ra kết luận sớm. Số tiền đổ vào các dự án không nhỏ, tính toán phải chặt chẽ và hợp lý để tránh thất thoát cũng như nhiều phát sinh lớn sau này. Tôi đồng ý, Chiêu Dương nói rất hợp lý. Trong chuyện này chúng ta không thể vội. Từ trước tới giờ, tất cả mọi việc chúng tôi luôn tin tưởng và giao cho giám đốc giải quyết. Nếu cô Chiêu Dương đồng ý á, thì tôi thấy không có vấn đề gì. Chiêu Dương đã điều hành rất tốt những khách sạn hiện tại, và để phát triển một mô hình mới hơn và hiện đại hơn, chúng ta sẽ ủng hộ cho cô ấy ở vị trí cao nhất. Tất cả vì sự nghiệp chung. Tôi nghĩ là mọi người nên cân nhắc về ý kiến cô ấy đưa ra. Không thấy có ổn không? Xây thêm một khách sạn nữa đó. Tại sao? Vậy thì tôi chốt luôn. Thứ hai tuần sau chúng ta sẽ họp biểu quyết dự án này. Mọi người đồng ý chứ? Bây giờ thì tạm ngưng ở đây. Tôi đi nha. Dạ. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ báo tin cho cậu ngay khi có kết quả.
Ok, hy vọng hợp tác tốt. Tôi đi trước nha. Dạ, chào chị. Anh ta có tài, nhưng mà cũng rất là ngạo mạn. Người tài thì thường kèm theo tật. Võ Hiếu tuy mới ra trường, nhưng mà đã rất nổi tiếng về những dự án và thiết kế của anh ấy. Rất độc đáo ở thành phố. Hy vọng là có kết quả tốt. Mình đi. Em. Dành lâu không? Dạ không. Anh ta có vẻ là người tự cao và đào hoa. Kìa. Yeah. Dì Tư, dạ. Má con có ăn uống được gì hay không dì? Bà chủ không có ăn được gì hết á, chỉ uống được ly sữa à. Má. Thưa má, con nghe dì Tư nói là má không ăn uống gì hết trơn hả má? Sao vậy má? Má không ăn uống thì làm sao mà có sức khỏe lại được? Má như vậy con lo lắm. Má đang cảm thấy mệt lắm. Sức khỏe của mình càng ngày càng yếu con à. Má ơi, má đừng có nói như vậy. Má cứ ráng ăn rồi uống thuốc theo lời của bác sĩ, rồi má sẽ phục hồi lại mà. Chiêu Dương à. Dạ. Cái điều mà má ân hận nhất là chưa kéo được thằng Niên, con trai của mình, trở về cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Con cũng đã cố gắng thuyết phục anh Niên nhiều lần rồi, nhưng mà anh Niên cứ... Má biết, má nhìn thấy đó không phải lỗi của con đâu. Má, cái gì vậy má? Đây là bản di chúc và thủ tục nhận con nuôi. Má viết trong lúc á, mình còn tỉnh táo, minh mẫn nhất. Má chia tài sản làm 3 phần. Một phần má cho con, một phần má cho thằng Niên, một phần còn lại má cho hội từ thiện. Con cho người ta đánh ra làm 2 văn bản, rồi tìm luật sư để thị thực chữ ký nha. Luật sư sẽ giúp má hoàn thiện thủ tục này. Con ráng giúp má hoàn thành tâm nguyện này. Má. Cuộc đời má đã rất may mắn khi những ngày cuối đời có con bên cạnh. Má đã nhìn thấy được hết tất cả những gì con làm cho má, cho gia đình này. Con là cô gái tốt, nhân hậu, nên con xứng đáng nhận phần tài sản của má để lại. Con không cần gì hết. Con chỉ cần má bên cạnh con là đủ rồi. Dạ má.
Con biết không, cuộc đời của má khóc nhiều đến nỗi mà tưởng chừng như đã khô cạn nước mắt. Nhưng bây giờ má hạnh phúc khi mà tình cảm con dành cho má, cho một người đàn bà bất hạnh. Má, cảm ơn má. Con cảm ơn má thương con. Con không cha không mẹ, có má là điểm tựa cho con thôi. Má đừng rời xa con nha má. Má hứa với con nha má. Má hứa, má sẽ không rời xa con. Dạ. Nên đi con à. Con sợ mất má lắm. Con sẽ không sống một mình được đâu. Má đừng bỏ con nha má. Nha má. Nói gỡ nữa nha. Ừ. Má sẽ khỏe, má không có bị gì hết. Ừ. Cậu đi ngồi tôi lại cậu mà cậu. Bà buông ra. Lấy đồ nữa. Coi có chuyện gì vậy con? Dạ anh Liên. Sao cậu ơi? Sai rồi. Tôi lại cậu, tôi đang nghĩ cậu mà cậu. Cậu đi ơi. Buông ra. Ai da trời ơi. Bỏ ra. Tôi lại cậu mà cậu. Ừ. Đứng lại anh Niên. Nè anh trở lại đây anh Niên. À. Mày làm gì vậy? Anh không được lấy những thứ này. Tao nói cho mày biết nha, tất cả những thứ trong cái nhà này đều là của tao. Tao muốn lấy cái gì là quyền của tao, mày là cái gì cản tao? Anh có phải là con người không? Ngay cả đồ trên bàn thờ mà anh cũng lấy nữa. Trả lại đây. À. Mày tính là đập nát cái mặt mày không mày? Má. Chưa chưa. Dạ. Bỏ đi con. Mày có chừng tao nghe chưa? Má ơi. Má. Má ơi. Má sao vậy má? Má ơi. Má ơi. Má. Cảnh dậy đi má. Không thể để tài sản lọt vào tay của một kẻ nghiện ngập được. Nó sẽ phá hết, đốt sạch hết những gì má đã một đời tích góp nên. Má đã thương yêu tin tưởng, nhận mình làm con nuôi. Mình không thể để một sớm một chiều cơ ngơi này tan tành theo mây khói. Lại càng không thể cho từ thiện một cách chung chung được. Mình phải sửa lại bản di chúc này thôi. Phải nắm hết tài sản này. Và cho Niên vào trại cai nghiện. Khi nào Niên thoát khỏi nghiện ngập, làm lại cuộc đời, lúc đó mình sẽ chia một nửa tài sản cho Niên. Quyết định như vậy đi. Em bị sao vậy hả? Anh trước được em ra đây để mà thư giãn, nhưng mà em cứ nhăn nhó như vậy, nhìn em khó coi lắm đó. Em uống nước đi. Anh có biết là hiện giờ trong đầu em muốn nổ tung lên. Em phải giải quyết quá nhiều chuyện. Chiêu Dương à, có muốn nghe lời khuyên của anh không? Anh biết em hơn 2 năm. Em lúc nào cũng chăm chú vào công việc giống như trâu cà vậy. Tại sao em phải làm như vậy? Anh đồng ý là em là con nuôi của cô Ngọc. Em đang phải gánh trên vai rất nhiều trọng trách. Nhưng có cần phải bán mạng vì công việc như vậy không?
em cũng không biết nữa. Công việc cứ cuốn em đi, em phải giải quyết hết chuyện này tới chuyện khác. Má em thì sức khỏe như ngọn đèn treo trước gió, không biết là tắt khi nào. Đã vậy ông Niên cứ bám theo em đòi tiền hoài. Anh cũng thực sự thấy bất bình và thực sự thông cảm cho em. Một người con gái như em không cần phải chịu đựng nhiều thế như vậy. Em cũng biết tình cảm của anh dành cho em mà. Hãy làm bạn gái của anh đi, để anh có thể che chở và gánh vác bớt trọng trách cho em. Anh Lâm Phong à, thật sự là không phải là em thờ ơ với anh, không biết những gì mà anh dành cho em. Nhưng mà thực sự là bây giờ trong đầu của em không có chỗ dành cho chuyện riêng. Không lẽ em cứ để tuổi thanh xuân của mình trôi qua như vậy sao? Em làm gì có tuổi thanh xuân. Tại sao em lại nói như vậy? Thôi được rồi, anh sẽ chờ. Chờ bao lâu cũng được, miễn sao em cho anh một chút hy vọng. Em xin lỗi anh nha, bây giờ em còn công việc, em phải về gấp. Gặp lại anh sau. Hôm trước khi tôi đến nộp hồ sơ làm thủ tục xin con nuôi, tôi đã báo với luật sư là má tôi có làm bản di chúc, và đây là di chúc của má tôi. Luật sư mau mau làm thủ tục rồi đưa cho má tôi ký. Luật sư nhanh nhanh giùm, vì sức khỏe của má tôi cũng yếu quá rồi. Tất cả tài sản đều thuộc về cô. Dạ, thật ra đây là ý của má tôi. Tôi đã nói với bà, nhưng mà bà đã khẳng định quyết định của bà là đúng đắn, và bà vẫn sáng suốt nhận định nếu như bây giờ chia một phần tài sản cho anh Niên thì tài sản ấy cũng tan theo mây khói. Và bà cũng đã dặn tôi cố gắng thuyết phục anh Niên vào trại cai nghiện. Khi nào mà anh làm lại cuộc đời, tôi sẽ chia phần nửa tài sản cho anh. Đúng là cuộc đời thật trớ trêu. Bây giờ chuyện pháp luật không còn đưa lên bằng cân nữa đâu, không còn là chuyện quyết thống, mà là sự tin tưởng về tư cách và đạo đức con người. Bên cạnh đó kêu gọi sự tử tế và lòng hiếu thảo trong người cô. Tôi hứa chắc chắn là sẽ giữ lời hứa với má tôi, vì má là người ơn của tôi. Cho dù sau này má tôi ở suối vàng, tôi cũng không bao giờ quên lời dặn của má tôi. Thôi được rồi, tôi sẽ đến giúp cô. Cảm ơn ông nhiều. Không có gì. Bây giờ tôi xin phép về trước. Chào cô. Cô ơi cô, cô bán cho tôi một tép được không cô? Mày nhìn kỹ đi. Cô đó hả? Mua gì? Dạ cô ơi. Đứng đâu đi, khỏi kêu. Vậy mua cái gì trả lời, mua cái gì? Dạ bán cho tôi một tép. Một tép gì? Mày nhìn đi, tao bán thuốc lá. Bán thuốc lá? Đi chỗ khác chơi. Để cô bạn phải không? Cô bạn phải không? Cô bạn phải không? Không phải, không phải. Cô bạn phải không? Mày kẹt tạm phải không? Mày kẹt tạm phải không? Em không phải công an. Em có thằng em ở trong trại cai nghiện, nó nghiện thuốc quá. Nó nghiện thuốc chứ không phải mày nghiện, mà mày mua cho nó. Nhưng mà mày đi liền, tôi muốn mày mua đi một tép. Bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Bao nhiêu tiền tao cũng không bán. Từ sáng tới giờ tao hả, không buôn bán được cái gì mà tính gài tao hả? Công an phải không? Không phải, không phải công an mà. Công an phải không? Đi chỗ khác. Bao nhiêu tiền tôi cũng mua mà. Không tôi bán thiệt. Đây, đây nè. Bây giờ mày đi đây không? Mày đi không? Tao không có bán ba cái thuốc cấm đó là gì có mà cần tiền của mày. Mày đi không? Mày đi không? Mày đi không? Đi, đi. Mày đi không? Mày đi không? Mày đi không? Ôi.
Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, mày đi chưa, mày đi chưa, đi chưa, đi giùm cái đi. Sáng sớm không bán được mà đọc báo hôn yên, bánh bèo yêu nghiệt. Hỏi thăm anh có bán cái thuốc nào không cho em mua được không? Công an hả? Bắt mẹ đi nè. Không phải, em không phải công an, em muốn mua thuốc thôi. Mẹ không nghiện đó hả? Dạ, em có thằng em ở trong trại cai nghiện nhưng mà nó thèm thuốc quá. Anh bán cho em một tép thuốc nha. Bơ thuốc à? Có tiền không? Dạ có. Nè. Dạ. Anh mua giùm em rồi em trả tiền công cho anh nha. Đợi đây, em đợi xíu. Theo thông số kỹ thuật mà tôi đã đưa ra trong bản thiết kế, nhằm đảm bảo kết cấu phần khung xương tuyệt đối, tôi yêu cầu phía bên nhà thầu mình phải đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đầu vào theo đúng như những gì mà chúng ta đã ký trên hợp đồng giữa hai bên. Vì tôi thấy vật tư kém, đó chính là nguyên nhân khiến cho nhiều công trình xuống cấp một cách trầm trọng chỉ sau một thời gian ngắn khi đưa vào hoạt động. Kỹ sư cứ yên tâm, công ty xây dựng chúng tôi luôn đặt tiêu chuẩn và uy tín khách hàng lên hàng đầu. Nếu như mà bên phía công ty chúng tôi phát hiện ra gian dối về chất lượng và vật tư thì chắc chắn chúng tôi sẽ đình chỉ thi công và mời một nhà thầu khác thay thế. Giám đốc cứ yên tâm, kiểm soát chất lượng hàng nhập vào công trình là người của công ty chúng ta, họ cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng. Nhiệm vụ của anh, một kiến trúc sư, là hỗ trợ và giám sát thi công theo đúng y như bản thiết kế đã ký giữa hai bên. Trong quá trình làm việc, nếu như có phát sinh gì thì anh phải lập tức báo ngay cho ban giám đốc để cùng nhau đưa ra phương hướng giải quyết tốt nhất. Vì vấn đề này, với những tính toán cụ thể và khá tỉ mỉ của tôi nghĩ là khó có sự phát sinh lớn nào mà cần phải báo cáo cho giám đốc đâu. Những phát sinh nhỏ không đáng kể á, tôi có thể trực tiếp bàn với nhà thầu được. Tôi mong là sự tự tin của anh có cơ sở. Nếu như mà không có phát sinh lớn như anh nói thì tôi hy vọng dự án sẽ thi công đúng tiến độ. Chỉ có điều là tôi chưa ký hợp đồng với ông trời về chuyện nắng mưa. Nếu thời tiết tốt như lúc này á thì chuyện tiến độ không cần phải bàn. Nhưng nếu ông mà cứ mưa nắng thất thường á thì tôi cũng bó tay. Thank you.
Ê, gì vậy? Ăn cắp rồi không? Nhìn phải không? Đây, qua, uống đó. Gì vậy? Đồ của tôi mà, đồ của tôi mà. Bỏ ra giùm coi. Đồ của tôi mà, uống đó. Đồ của ta mà. Ăn cắp đồ hả? Cũng làm gì vậy? Đấy chưa? Bỏ ra giùm coi. Uống đó. Đó, thấy chưa? Cái này là cái gì? Cái này là công chúa của mày. Mày đem ra ngoài hay đem đi đâu? Có chuyện gì vậy anh? Dạ, đang cắp đồ công trình nè các anh. Nhìn nè anh. Dạ tôi có anh ơi. Tàn chứng ở đây nè, còn chối nữa mày. Ăn cắp, không nói nhiều, giải lên công an. Giải công an đi. Anh ơi. Khoan đã, anh bình tĩnh, từ từ giải quyết. Đó làm giờ này là em chịu trách nhiệm ở đây đó. Tôi biết rồi. Nói tôi nghe, tại sao phải làm chuyện này? Dạ, con gái tôi sắp chết rồi. Tôi không có tiền để điều trị cho nó. Tôi biết ăn cắp như vậy là mình sai lắm. Mong mọi người bỏ qua cho tôi đi. Anh ơi, tha cho em đi anh. Tha cho em đi. Anh ơi anh. Anh ơi anh. Lo nó đi. Anh ơi. Đi. 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 Anh. Mày làm vậy á, biết ai bị phạt không? Tao đó. Đi. Anh ơi. Thôi thôi thôi. Chuyện này để tôi giải quyết. Nể tình tôi, tha cho anh đi anh. Thôi, nể tình anh. Tôi tha cho. Nhưng mà cậu nhớ là không được làm ở đây nữa đó. Dạ dạ. Tôi cảm ơn anh. Tôi đội ơn anh. Thôi đứng lên đi. Dạ. Dạ, dạ tôi về. À khoan đã. Anh cầm cái tiền này về lo thuốc cho bé. Dạ thôi anh ơi, tôi không dám giận nữa đâu. Anh giúp tôi vậy tôi không dám giận nữa thôi, đâu. Thôi không sao, anh cầm về mua thuốc đi. Đây là card visit của tôi. Có khó khăn gì cứ gọi cho tôi. Nếu mà anh không xin được việc làm khác, anh nói với tôi sẽ tìm công việc khác cho anh làm. Dạ cảm ơn anh, đội ơn anh. Dạ mấy anh tôi về. Khoan, kiểm tra còn giữ gì nữa không? Dạ không có anh ơi, không có gì trơn á. Miễn mày. Thôi anh cất đồ để vô làm việc tiếp đi. Dạ. Võ Hiếu đúng là một người đàn ông đầy tự tin, bản lĩnh và tốt bụng. Dạ bà chủ. Dạ, dạ có luật sư mà cô Chiêu Dương mời tới. Chị đỡ tôi ngồi dậy đi. Dạ. Chị mời họ vô đi. Dạ bà chủ. Dạ mời ông và cô ạ. À. Dạ mời luật sư. Chào bà. Mời ông ngồi. Cảm ơn. Sẵn tiện làm phiền bà, ở đây làm nhân chứng thứ hai cho buổi lập di chúc này. Dạ. Với tư cách là luật sư, tôi lập di chúc theo ý nguyện của bà. Luật sư chúng tôi có nghĩa vụ giúp công dân thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ theo đúng pháp luật. Vì thế tôi là luật sư riêng của bà. Và tôi cũng muốn chia sẻ nghịch cảnh của bà về đứa con trai nghiện ngập, thường xuyên đe dọa và uy hiếp bà. Bà lại đang mang bệnh ngặt nghèo. Cũng may mà có cô Chiều Dương ở đây là con nuôi. Nhắc đến đây, tôi cũng muốn báo với bà là về thủ tục xin nhận làm con nuôi á, hồ sơ đã hoàn tất. Bây giờ á, cô Chiều Dương chính thức là con nuôi của bà. Bây giờ tôi xin đọc nội dung của bản di chúc. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Bản di chúc. Thôi được rồi. Tôi đang mệt. Chính tôi đã thảo bản di chúc này. Tôi kêu Chiêu Dương đánh máy lại. Luật sư chỉ cần đưa tôi ký luôn. Dạ được. Đây là nội dung bản di chúc. Dạ xin bà hãy ký ở đây.
dù chuyện gì xảy ra, không thể quên được quá khứ, sống cho hiện tại và trông chờ phép màu ở tương lai. Đeo bám mày, mày biết không? Tại vì mày đang sống trong nhà của tao, mày đang xài đồ của tao, và còn gì nữa, mày đang ngồi trên ghế của má tao đúng không? Tôi gánh vác mọi công việc vì má anh không còn sức khỏe thôi. Nếu như bà khỏe thì tôi cũng đâu có ham cái ghế đó làm gì. Mày đừng có nói là mày hy sinh tất cả vì má tao. Chẳng lẽ mày không có lợi lộc gì trong này? Tôi không có giống như anh. Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Má anh đang mòn mỏi chờ đợi anh quay trở về. Anh có biết là bây giờ sự sống và chết của bà đang rất mong manh hay không? Hả? Ừ. Coi như tao là một thằng bỏ đi đi. Giờ nè, đưa tao chút tiền. Đưa ngay đây đi. Anh muốn tiền đúng không? Ừ. Nhưng mà khoan đã, tôi có một đề nghị. Bữa nay mày đặt ra đề nghị với tao nữa hả? Nói đi. Anh đừng có về nhà quấy rầy má anh nữa. Anh cứ ngoan ngoãn vào trại cai nghiện đi. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, vô trong đó chỉ có chết. Nè, nếu như anh làm má anh vui, tôi sẽ cung cấp thuốc và tiền đầy đủ cho anh. Mày mới nói gì hả? Nếu tao vô trại cai nghiện, mày sẽ cung cấp tiền và thuốc cho tao chơi, đúng không? Tôi hứa. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác nữa hết. Anh ở ngoài này, tối ngày anh cứ tống tiền tôi. Thì bây giờ anh vô trong đó đi, một công đôi chuyện. Anh có hàng để xài, tránh được giang hồ đòi nợ, mà má anh cũng mãn nguyện những ngày cuối đời. Ừ, được rồi, đó cũng là một ý kiến hay. Nghỉ tay uống miếng nước đi bà con ơi. Vô rửa tay ăn bắp xong rồi làm tiếp ha. Đi vô, đi vô. Kể xíu đi. Nóng quá trời nóng luôn á. Vô uống miếng nước đã. Quá trời nóng. Được. Hả? Mày vô nghỉ tay chút đi. Mày có ráng làm chết thân mày á, ông cũng không gãi con gái cho mày đâu. Không gả cho tôi, không lẽ gả cho anh. Anh tài lanh của anh có vợ rồi mà. Quý. Trời đất ơi, thằng Được nó cà lâm vậy đó, nhưng mà không có ai cãi được cái miệng ở đâu à. Thôi cởi đi em ơi, đi vô nghỉ. Được. Vô nghỉ tay, uống nước ăn miếng bắp đi. Dạ dạ, con vô liền bắp ba. Ừ. Chị Tư uống nước, chị Tư. Ừ, cảm ơn nha, uống nước đi anh. Ủa anh Bảy. Nè, bắp đi. Ủa anh làm hết cái nước ba bác bà. Con làm gì cơ? Là con làm hết mình. Con không có cân đo đong đếm gì hết trơn á. À. Con nói nghĩ là nghĩ, làm là làm. Mình là cái con người mà, chứ đâu phải cái máy đâu. Phải biết suy nghĩ chứ. Mày nói ai chứ không sợ bích lòng ta hả Được? Mày nói ai cân đo đong đếm? Xạo xạo chứ không phải mày muốn lấy lòng anh ba hả? Mày làm chết thân mày đi. Cái tốt lành gì mày đặt. Ừ thì lấy là lòng rồi sao? Lấy lòng ông già vợ của tôi chứ bộ. Cái mê con bác bà dễ sợ luôn vậy. Bác bà gì? Con chấp nhận. Con làm trâu làm bò là làm heo. Mày miễn sao bác ba gả chút trà cho con là được rồi. Trời đất ơi, ngộ ghế ta. Tao con đứa con gái à? Ta không gả cho con người, tự nhiên ta đem gả cho con trâu, con heo, con bò mày. Mày ngộ ghê.
Không hiểu ý con ơi. Cả nó tới kìa. Mày muốn nói chuyện gì nói mày nói đi. Con không có nói nhảm gì hết trơn á. Ba. Nè con. Ủa sao con đi dạy về sao không ở nhà nghỉ ra đây làm chi cho mệt vậy? Con thấy còn sớm cho nên là con ra phụ ba. Bạn tới cô giáo á là để cầm phấn. Còn mấy cái vụ cầm cuốc này để thanh niên tôi làm cho. Mấy giờ rồi con? Cũng gần 4 giờ rồi đó ba. Chết rồi. Ba quên. Ba có chút chuyện phải ra xã. Thôi ba đi trước nha. Dạ, ba đi lẹ đi, không tôi hết giờ hành chánh. Ba con nghỉ ngơi xong rồi ra làm tiếp dạ. Ha. Tôi đi trước dạ. Nha. Ba đi nha. Ba tranh thủ đi sớm sớm nha ba. Anh Sáu, Cái gì vậy? Bà bắt ba đi, tôi mừng ghê luôn á. Mà tôi có cơ hội được cua trúc trà. Trời ơi. Thầy ông nói hả? Push. Anh được à? Hả? Anh lo làm đi. Ở đó mà nhiều chuyện. Tôi mét ba tôi trừ lương anh bây giờ á. Tại tôi nói nhỏ xíu vậy mà trúc trà cũng nghe nữa. Tại tôi thính lắm à. Ôi thôi bà con ơi. Bây giờ mình đi làm việc đi. Để mình được đi ngồi đây mơ mộng mình nó đi. Đi làm việc bà con ơi. Đi. Cho nó ngồi mơ mình nó. Có gì làm không được nên nó nói tôi nha Trúc Trà. Thì anh làm đi. Má ơi, con về rồi hả? Dạ. Mọi chuyện ổn hết rồi hả con? Dạ ổn hết rồi má. Họ đã chuyển khoản cho mình đầy đủ và cũng nhận nhà luôn rồi má. Như vậy thì tốt rồi. Má giao cho con toàn quyền xử lý số tiền này. Má ơi, số tiền này lớn lắm. Đến 20 tỷ lận đó má. Nhưng má tin con nên má giao cho con số tiền lớn như vậy. Nhưng điều quan trọng là con phải biết sử dụng nó như thế nào. Khi có số tiền lớn trong tay,